Lan, hôm nay thì chúng ta đi tìm lan. Đây các bạn thấy bụi lan không? Đây này, cây này nó mới bự này. Lần đầu tiên tôi gặp cái cây bự thế này. Giật không ra luôn, cứng lắm. Cây lá to như bự chưa? Để giật ra cho các bạn xem. Cây đút túi mang về trồng. Đây này, cả đống luôn này. Thì nếu có loại nào quý hiếm không thì sẽ lấy. Được bụi kim điệp. Đúng. Lần đầu tiên tôi gặp cái củ nó to này bạn ơi. Toàn cây khủng không?